Xin chào các bạn nhỏ. Mùa Giáng sinh sắp đến rồi. Hôm nay chúng mình sẽ không cần dùng đến tuyết mà vẫn có thể làm được bạn người tuyết được đấy. Bắt đầu nặn thôi. Trước tiên chúng mình cần chuẩn bị đất nặn màu trắng. Một viên làm đầu, viên thứ hai to gấp đôi viên thứ nhất để làm thân. Các viên đất nặn nhỏ màu đen, nâu, hồng, đỏ, xanh lá cây và màu cam. Trông xinh như những viên kẹo ấy. Tiếp theo là 4 viên đất nặn nhỏ xíu màu đen tăm và cuối cùng là một con dao như ấm. Trước tiên đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh Chi Nhí Studio nha. Giờ thì bắt tay vào làm thôi. Bước 1, vo tròn viên đất nặn to nhất để làm thân. Cùng lăn tròn nào. Các con biết không, người tuyết là một tác phẩm điêu khắc trên tuyết được nhân cách hóa, thường được đắp ở những vùng có tuyết rơi. Tuy nhiên, Việt Nam mình không có tuyết, thì chúng mình dùng đất nặn để làm bạn người tuyết cho riêng mình cũng được nhỉ. Tiếp theo lấy viên đất nặn màu trắng nhỏ hơn làm đầu. Lại lăn tròn thôi. Sau khi có hai hình tròn màu trắng, chúng mình lấy hai viên đất nặn nhỏ xíu màu đen làm mắt nhé. Dùng đầu tam định vị trước, rồi gắn hai mắt vào đầu như thế này. Sau đó lấy một phần đất nặn nhỏ xíu màu cam, lăn dài cho một đầu to hơn, một đầu nhỏ hơn. Ấn phẳng đầu to hơn, ta được hình củ cà rốt tí hon này. Người tuyết ăn cà rốt sao? À, củ cà rốt xinh xắn này chính là để làm mũi cho bạn ấy đấy. Gắn mũi xong, ta lấy lưỡi dao nhựa tạo miệng cười cho người tuyết nha. Dùng mũi dao ấn khóe miệng khéo một chút là bạn ấy đã có nụ cười thật tươi rồi. Bây giờ là má hồng hay hay thôi. Lấy hai viên đất nặn nhỏ xíu màu hồng, lăn tròn, rồi ấn bẹp và dán vào hai bên má cho bạn người tuyết. Xong khuôn mặt người tuyết rồi. Tiếp theo chúng mình lấy nửa que tăm để gắn phần đầu và phần thân nhé. Bước 2 là làm mũ. Đầu tiên chúng mình lăn tròn viên đất nặn màu đen nhỏ, rồi dùng đĩa nhựa ấn dẹp lép luôn nhé. Có thể nó sẽ hơi dính vào đĩa, thì lấy mũi dao nhựa khều nhẹ là ta đã có phần vành mũ rồi. Viên màu đen còn lại thì lăn dài cho một đầu to hơn, một đầu nhỏ hơn. Ấn phẳng đầu to hơn bằng cách vừa ấn vừa xoay đều vào chiếc đĩa nhựa. Tương tự như vậy, cũng làm phẳng đầu nhỏ ta được phần thân mũ. Tiếp theo, viên đất nặn màu đỏ thì lăn dài, rồi ấn bẹp. Chúng mình quấn quanh phần đầu nhỏ hơn của thân mũ. Sau khi cắt bỏ phần thừa màu đỏ, thì gắn thân mũ vào vành mũ là được chiếc mũ hoàn chỉnh rồi. Cuối cùng là đội mũ cho người tuyết nào. Dùng một màu tăm nhỏ để cố định mũ trên đầu cho chắc chắn nha. Bước 3, chúng mình quàng cho bạn ấy một chiếc khăn ấm áp nhé. Chia đôi viên đất nặn màu xanh lá cây rồi lăn dài. Lần này là lăn rất dài đó. Khăn quàng cổ phải thật dài phải không nào? Chúng mình chú ý khéo léo một chút để không bị đứt giữa chừng nhé. Cuối cùng lăn dài nốt màu đỏ nào. Lăn dài thật dài. Wow, dài thế này mà không bị đứt luôn. Bây giờ chúng mình đan khăn nhé. Chụm 3 đầu dính lại và bắt đầu vặn xoắn các sợi như thế này. Đan xong rồi, chúng mình quàng khăn cho bạn ấy thôi. Quàng một vòng quanh cổ nhé. Phần thừa cắt ra thì dùng dao cứa các đường nhỏ để làm phần tua rua cho đầu khăn nhé. Sau đó ướm vào người tuyết rồi cắt một đoạn ngắn vừa phải, rồi dán vào phần thân phía dưới vòng khăn cổ. Nhớ dán lệch sang trái hoặc sang phải một chút, đừng dán ở chính giữa nha. Wow, nhờ chiếc khăn mà trông người tuyết ấm áp chưa kìa. Tiếp theo lấy hai viên đất nặn nhỏ xíu màu đen làm cúc áo nhé. Làm sao để định vị được chính giữa phần thân nhỉ? Đúng rồi, chỉ cần căn thẳng với mũi là được. Nhớ dùng tăm để gắn cho dễ nha. Một cái cúc, hai cái cúc, gần hoàn thành rồi này. Đố các con biết người tuyết còn thiếu gì nữa nào? Đúng rồi, đó chính là đôi tay. Bước cuối cùng là làm tay. Tay người tuyết thường làm từ những cành cây khô đấy. Lấy 4 viên đất nặn màu nâu và 2 màu tăm. Dùng viên to hơn bao vòng quanh màu tăm. Lăn dài sao cho một đầu nhọn. Còn đầu to hơn thì để hở một chút tăm để lát cắm vào phần thân. Viên đất nặn nhỏ xíu cũng lăn dài giống như một nhánh cây rồi dán vào phần thân cây. Như thế này này. Cái tay thứ hai cũng làm tương tự như vậy nhé. Các con còn nhớ cách làm không? Lấy viên to bao quanh màu tăm, lăn dài, nhớ là một đầu nhọn nhé. Rồi viên nhỏ cũng lăn dài và dán vào thân cây. Cuối cùng là gắn tay vào thân là hoàn thành rồi. Ta-ta-da, đã xong. Xin chào các bạn nhỏ, tớ là người tuyết xinh trong ánh đèn lung linh mùa Giáng sinh ấm áp.
Cảm ơn các con đã xem và nặng theo cô. Chúng mình cùng chờ đón video tiếp theo với một nhân vật không thể thiếu trong dịp Giáng sinh, đó chính là ông già Noel. Nếu thích bạn người tuyết, đừng quên ấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh Chi Nhí Studio của cô Thúy nha. Xin chào các bạn nhỏ. Với chủ đề Giáng sinh, chúng mình đã nặng bạn người tuyết rồi nhỉ. Hôm nay tiếp tục với một nhân vật vô cùng quan trọng, đó chính là ông già Noel. Giờ thì bắt đầu nặng thôi. Chúng mình cần chuẩn bị đất nặn màu đỏ, một viên to làm thân, viên thứ hai nhỏ bằng 1/3 viên trước để làm mũ. Các viên đất nặn màu hồng nhạt, màu trắng và màu đen. Tiếp theo là một con dao nhựa, 3 viên đất nặn nhỏ xíu màu đen, tăm và cuối cùng là một lọ hồ rán. Trước tiên đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh Chi Nhí Studio nha. Giờ thì bắt tay vào làm thôi. Bước 1, vo tròn viên đất nặn to nhất để làm thân. Cùng lăn tròn nào. Các con biết không, ông già Noel là một nhân vật huyền thoại có nguồn gốc từ văn hóa Cơ Đốc giáo phương Tây. Ông được miêu tả là người đàn ông to lớn với chiếc bụng bự, râu dài trắng xóa, mặc bộ đồ tông màu đỏ trắng và đặc biệt là luôn vui vẻ tặng những món quà vào đêm Giáng sinh cho những đứa trẻ ngoan đấy. Tiếp tục lăn dài cho một đầu to hơn, một đầu nhỏ hơn. Gõ nhẹ xuống mặt bàn để làm phẳng đầu to nhé. Ồ, nhìn như quả dâu tây vậy. Bây giờ bắt đầu tạo hình chân bằng cách từ từ kéo một phần đất nặn phía đầu to ra. Làm hai bên giống nhau để có hai cái chân nhé. Mới kéo ra một chút trông như hai cái sừng ha. Tiếp tục kéo thêm một chút nữa và bẻ vuông góc tạo tư thế ngồi. Đặt xuống bàn là nhìn rõ cái chân rồi. Chúng mình nắn chỉnh thêm để bề mặt thật mịn màng, không bị móp mé nhé. Ôi, nếu quay ngược lại thì thực sự giống đầu con gì đó có hai cái sừng ấy nhỉ. Bước 2 là làm thắt lưng. Lăn dài bên đất nặn màu đen nha. Dùng lọ hồ rán để lăn cho đều. Ướm thử sao cho vừa vòng bụng của ông già Noel nhé. Ui chao, bụng ông to quá, phải lăn dài thêm thôi. Dài bằng lọ hồ rán luôn nhé. Rồi lấy luôn lọ đó biến thành cây cán bột để cán mỏng nha. Bây giờ chúng mình đeo thắt lưng cho ông già Noel nào. Vòng quanh bụng một vòng. Nếu thừa thì cắt đi nhé. Sau đó lấy một viên đất nặn nhỏ màu vàng, lăn dài rồi ấn bẹp thành hình bầu dục và dán vào chính giữa bụng là mặt thắt lưng nhé. Bước 3, chúng mình cùng làm dây nào. Cần chuẩn bị 4 viên đất nặn nhỏ bằng nhau, 2 viên màu đen, 2 viên màu trắng và 2 màu tăm nhỏ. Đặt viên màu trắng và màu đen chồng lên nhau, xoay tròn hoặc lăn trên bàn để tạo thành hình trụ. Sau đó, ấn phẳng hai đầu, tương tự như vậy ta được hai chiếc giày. Ồ, mà nhìn chưa ra hình cái giày nhỉ? Để xem tiếp theo thế nào nhé. Gắn hai màu tăm nhỏ vào chân trước rồi gắn giày vào sau. Nhớ quay phần màu trắng dính vào chân nha. À, sau khi gắn chân xong thấy cũng hợp lý đấy chứ. Bước 4, cùng làm tay cho ông già Noel thôi nào. Chuẩn bị hai viên đất nặn màu đỏ, hai viên màu trắng nhỏ hơn và hai màu tăm. Bọc viên màu đỏ bao xung quanh màu tăm, lăn dài thuôn đều, nhớ để hở tăm ở hai đầu nhé. Sau đó lăn tròn và ấn bẹp viên màu trắng, rồi gắn vào một đầu cánh tay. Dùng răng nhựa khứa một đường nhỏ lệch một bên để tạo hình găng tay nhé. Vậy là được một cánh tay rồi. Tương tự như vậy với cánh tay còn lại nha. Giờ chỉ cần gắn hai cánh tay vào phần thân là xong bước 4 rồi. Bước 5 là làm phần đầu. Chuẩn bị hai viên đất nặn màu đỏ và hồng nhạt bằng nhau, 3 viên màu trắng nhỏ dần như thế này. Viên màu đỏ để làm mũ, lăn tròn, rồi lăn dài, sao cho một đầu to hơn, một đầu nhỏ hơn. Ấn phẳng đầu to bằng cách xoay đều vào đáy đĩa nhựa, rồi dùng hai đầu ngón tay nắn chỉnh kéo rộng ra một chút, ta được hình nón. Hồng nhạt để làm phần khuôn mặt. Lại lăn tròn nào. Rồi vừa ấn vừa xoay đều vào đáy đĩa nhựa để tạo thành nửa hình tròn nhé. Nhớ nắn chỉnh thêm một chút để bề mặt mịn màng nha. Tiếp theo, gắn hình nón đỏ vào nửa hình tròn hồng là đã đội mũ cho ông già Noel rồi. Bẻ trong nhọn của hình nón xuống để được hình mũ rủ tự nhiên nhé. Mũ của ông già Noel còn thiếu cái gì nhỉ? Đúng rồi, đó là một quả bông màu trắng ở trong mũ. Gắn một màu tăm nhỏ trước, rồi gắn một viên đất nặn nhỏ tròn màu trắng vào sau. Để chắc chắn thì ta cũng sẽ cố định phần đầu và phần mũ bằng tăm nha. Tiếp theo, lấy một nửa que tăm để gắn phần đầu vào phần thân. Gắn xong phần đầu, còn hai viên đất nặn màu trắng. Chúng mình lăn tròn viên to hơn. Rồi lăn hơi dài một xíu, rồi lấy đĩa nhựa ấn dẹp lép.
thật dẹp, thật mỏng nha. Nó sẽ dính vào đáy đĩa thì chỉ cần dùng dao nhựa khều nhẹ là ra. Ướm thử to hơn mặt ông bà Noel một xíu là được. Các con đoán ra đây là gì chưa? Cùng xem tiếp nhé. Dùng dao nhựa cắt một đường vòng cung như thế này. Bỏ phần nhỏ hơn đi, ta được hình ông trăng lưỡi liềm đấy. Cá lại một lần bằng lọ hồ cho mịn đều rồi dán vào phần đầu như thế này nhé. Đây là gì nhỉ? Đúng rồi, chính là râu của ông già Noel. Ông già Noel nổi bật nhất với bộ râu đúng không nào? Còn miếng đất nặn màu trắng cuối cùng, ta lăn dài lăn dài. Lăn thật dài thật đều bằng cái cán bột mang tên lọ hồ dán nha. Dài khoảng hơn một nửa lọ hồ dán là được. Sau đó cán mỏng rồi dán lên phần đầu để làm viên mũ nào. Ồ, cũng giống ông già Noel rồi nè. Nhưng hơi thiếu thiếu gì ta? Thêm một vài chi tiết nhỏ nữa nhé. Gắn hai viên nhỏ xíu màu đen làm mắt này. Ố, mà sao lại chuẩn bị tận 3 viên màu đen nhỉ? Không phải thừa đâu nha, lát sẽ biết ngay thôi. Viên đất nặn màu đỏ to gấp đôi viên màu đen để làm mũi này. Còn viên màu đen cuối cùng chính là để làm cúc áo đấy. Chúng mình gắn vào phần bụng phía trên thắt lưng nhé. Xoay phần đầu nghiêng sang một bên để gắn cho dễ hơn nha. Xong thì nhớ xoay đầu thẳng lại nhé. Cuối cùng là dùng đầu tăm tạo một lỗ ngay dưới mũi để làm miệng. Ta-ta-da! Đã xong! Các con đã ước được tặng quà gì trong dịp Giáng sinh chưa? Chúng mình cùng viết thư gửi ông già Noel và nhớ kể cho ông nghe những điều tốt mình đã làm được nhé! Chúng mình cùng chờ đón video tiếp theo với những nhân vật khác của đêm Giáng sinh, đó là bạn Tuần Lộc và cây thông Noel đấy! Nếu thích video này, đừng quên ấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh Chi Nhí Studio nha! Xin chào các bạn nhỏ! Như đã hẹn ở video trước, hôm nay chúng mình sẽ nặn bạn Tuần Lộc và cây thông Noel để hoàn thành chủ đề Giáng sinh nhé! Giờ bắt đầu nặn bạn Tuần Lộc trước nha! Chúng mình cần chuẩn bị đất nặn màu nâu, một viên to làm đầu, viên thứ hai nhỏ bằng nửa viên trước để làm thân, 4 viên nhỏ hơn làm chân. Tiếp theo là các viên đất nặn màu trắng, màu đỏ, màu nâu đậm và màu đen. Cuối cùng là tăm và một con dao nhựa. Trước tiên đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh Chi Nhí Studio nha! Giờ thì bắt tay vào làm thôi! Bước 1, to tròn viên đất nặn to nhất để làm đầu. Cùng lăn tròn nào! Sẽ có một đàn Tuần Lộc kéo xe cho ông già Noel đấy. Cỗ xe Tuần Lộc có thể bay lên trời giúp ông già Noel bay tới từng nhà phát quà cho trẻ em. Tròn dây này. Tiếp theo chuẩn bị một đĩa gồm hai mắt màu đen, một mũi màu đỏ, hai viên nhỏ xíu màu nâu, hai viên to hơn màu nâu đậm và một viên màu trắng. Lấy viên màu trắng nặn tròn rồi lăn dài sao cho thuôn đều. Sau đó ấn dẹp lép bằng đĩa nhựa rồi dán lên phần đầu như thế này. Xong thì gắn hai mắt màu đen ngay phía trên phần màu trắng bằng tăm nhé. Rồi lăn tròn viên màu đỏ, gắn lên phần màu trắng làm mũi cho bạn Tuần Lộc nào. Làm mũi xong thì làm gì nhỉ? Lăn dài viên đất nặn nhỏ xíu màu nâu rồi ấn bẹp. Lấy đầu tăm ấn xuống tạo một đường rãnh. Dùng hai đầu ngón tay bóp lại một chút rồi rút tăm ra và gắn lên đầu. À, thì ra là cái tai. Tương tự như vậy với cái tai thứ hai nhé. Tiếp theo là gì đây? Chúng mình bẻ hai màu tăm nhỏ rồi lấy viên đất nặn màu nâu đậm bọc ra ngoài màu tăm rồi ấn bẹp. Nhớ để lộ một đầu tăm ra nhé. Ồ, giống như que kem sô-cô-la ấy nhỉ. Bây giờ dùng dao nhựa khứa hai đường như thế này. Đúng rồi, đây chính là sừng của bạn Tuần Lộc. Trong văn hóa dân gian, sừng Tuần Lộc có thể thu nhận tất cả những ước mơ của trẻ em trên thế giới. Do đó, ông già Noel mới chọn Tuần Lộc kéo xe cho mình đấy. Gắn sừng cho Tuần Lộc là xong phần đầu rồi. Bước 2, lấy viên đất nặn làm thân ra nào. Cùng nặn tròn, rồi lan dài, sao cho một đầu to hơn, một đầu nhỏ hơn. Làm phẳng đầu to hơn bằng cách xoay trong lòng bàn tay hoặc gõ nhẹ xuống mặt bàn. Tiếp theo, làm chân với 4 viên màu nâu nhạt và 4 viên nhỏ hơn màu nâu đậm. Viên nâu nhạt thì lan dài cho một đầu to, một đầu nhỏ và làm phẳng đầu to hơn. Viên nâu đậm chúng mình lăn tròn rồi ấn bẹp và dán vào viên màu nâu nhạt phía đầu to nhé. Ta được một cái chân rồi, các chân còn lại cũng tương tự như vậy. Và cuối cùng là chân thứ tư. Tiếp theo, đặt phần thân vào đĩa nhựa. Gắn hai chân sau nằm ngang hai bên thân, rồi gắn hai chân trước dựng đứng vào phần thân như thế này. Bước 3, làm khăn quàng cổ cho bạn Tuần Lộc với màu đỏ và trắng nhé. Lần lượt lăn dài, thật dài, viên màu trắng và viên màu đỏ. Úi, bị đứt một phần màu trắng rồi. Nhưng không sao, ta dính lại rồi lăn tiếp là được. Tiếp đến chúng mình cũng lăn màu đỏ thành sợi thật dài nha.
Sau đó dính hai đầu của hai sợi đỏ trắng vào và vặn xoắn như thế này. Chúng mình đang đan khăn đấy. Trước khi quàng khăn cho bạn ấy thì cắt hai màu nhỏ, ngắn hơn cái chân nhé. Dính lại rồi dùng dao cắt tách nhiều đường nhỏ để tạo phần tua rua cho chiếc khăn. Xong thì dán lên trên một bên chân trước như thế này. Cuối cùng mới là quàng khăn, quàng một vòng quanh cổ và nhớ cắt bỏ phần thừa đi nhé. Tiếp theo, chúng mình lấy nửa que tăm để gắn cố định phần đầu lên phần thân nha. Bước 4 cũng là bước cuối cùng, chính là làm mũ cho tuần lộc. Lấy một viên nhỏ màu đỏ lăn tròn, rồi lăn dài cho một đầu to hơn, một đầu nhỏ hơn. Gõ nhẹ xuống mặt bàn để làm phẳng đầu to. Lăn dài hơn chút ta có hình nón. Gập chót nón xuống để tạo hình mũ nhé. Còn viên đất nặn màu trắng thì lăn dài rồi ấn bẹp. Chúng mình có thể dùng lọ hồ dán hoặc lưỡi dao để cán phẳng như thế này. Sau đó cuốn vòng quanh làm viền mũ. Mũ này còn thiếu gì nhỉ? À, đó là quả bông trắng. Bó cho mỗi viên đất nặn nhỏ màu trắng và gắn lên chóp mũ là xong. Cuối cùng đổi mũ cho tuần lộc thôi. Nhớ gắn cố định bằng một màu tăm nhỏ cho chắc chắn nhé. Ta-da-da, đã xong. Bạn tuần lộc đã chuẩn bị sẵn sàng để kéo xe cho ông già Noel rồi. Các con có thấy bạn tuần lộc đáng yêu không nào? Cuối cùng, một vật trang trí không thể thiếu trong dịp Giáng sinh, đó chính là cây thông Noel. Hôm nay cô Thúy sẽ đi đốn một cây thông về. À nhầm, sẽ nặn một cây thông thật lung linh nhé. Còn chần chờ gì nữa? Bắt đầu thôi! Chúng mình cần chuẩn bị một viên đất nặn to màu xanh lá cây, hai viên xanh lá cây tiếp theo với sắc độ nhạt dần, đất nặn màu nâu, màu hồng, vàng và trắng. Tiếp theo là dao nhựa và một dụng cụ tạo hình đặc biệt có đầu cong, tăm và cuối cùng là một lọ hồ dán. À, đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh Chi Nhí Studio nha. Giờ thì bắt tay vào làm thôi. Bước 1 là trộn màu. Vì màu xanh lá cây trong hộp Play-Doh rất đậm nên cần trộn thêm với màu trắng để ra màu nhạt hơn. Tiếp tục trộn thêm với màu trắng để có màu xanh nhạt hơn nữa. Ở video nặn vỏ sò cô đã hướng dẫn kỹ về cách pha trộn màu rồi đó. Các con hãy xem lại nếu chưa biết nhé. Chúng ta đã có màu xanh với 3 sắc độ khác nhau rồi. Bước 2 là làm tán cây. Vò tròn viên đất nặn to nhất nào. Rồi lăn dài cho một đầu to hơn, một đầu nhỏ hơn. Làm phẳng đầu to hơn bằng cách gõ xuống mặt bàn và xoay đều. Chúng mình nắn chỉnh tạo thành hình nón cho đều nhé. Không cần phẳng mịn quá vì lát nữa sẽ làm tán lá dán ra bên ngoài sau. Tiếp theo làm tán lá với màu xanh đậm và xanh nhạt. Lăn dài viên màu xanh đậm trước. Sau đó dùng lọ hồ để cán thật mỏng thật dài nhé. Ướm thủ độ dài sao cho vừa để bao quanh chu vi phần to nhất của hình nón. Tiếp theo dùng dụng cụ tạo hình đặc biệt có một đầu thẳng và một đầu cong. Dùng đầu cong của dụng cụ tạo hình cắt một đường với các hình cong nối tiếp nhau như thế này. Phần thừa cuộn lại như bông hoa nhưng đừng bỏ đi nhé, lát dùng tiếp đấy. Sau đó cắt phẳng các cạnh còn lại và dán bao quanh phía dưới cùng của hình nón. Cắt phần thừa và chỉnh lại một chút là xong tán lá dưới cùng rồi. Tán lá tiếp theo dùng màu xanh nhạt. Ta cũng làm tương tự như vậy. Lăn dài rồi cán thật mỏng, thật dài. Sau đó dùng đầu cong của dụng cụ tạo hình cắt một đường với các hình cong nối tiếp nhau. Cuộn phần thừa lại như bông hoa và cất sang một bên, lát dùng tiếp. Cắt phẳng các cạnh còn lại rồi dán ngay phía trên tán lá đã làm. Chú ý là mép cong của tán phía trên đè lên tán phía dưới một chút nhé. Các tán tiếp theo ta cũng làm tương tự như vậy, xen kẽ màu xanh đậm và màu xanh nhạt với nhau. Tán màu xanh đậm này, rồi tán lá màu xanh nhạt. Càng lên trên hình nón càng thu nhỏ, nên khi gắn chúng mình nhớ bóp phía trên tán lá dính vào hình chóp nhé. Vậy là sắp xong rồi. Phần tán lá trên cùng nhớ cắt và bóp nắn tạo hình chóp nhọn nha. Bước 2, làm dây trang trí bao quanh cây thông. Lấy một viên đất nặn màu trắng, lăn dài, thật dài luôn nhé. Bước này rất cần sự khéo tay của các con để không bị đứt giữa chừng đấy. Ồ, dài quá đi. Bây giờ, quấn quanh cây thông bắt đầu từ đỉnh chóp xuống dưới thành một đường xoắn ốc là xong rồi. Bước 3, lấy một viên đất nặn màu nâu đậm làm thân cây. Nặn tròn, rồi lăn dài, cho một đầu to hơn, một đầu nhỏ hơn. Làm phẳng hai đầu bằng cách gõ xuống mặt bàn
hoặc vừa nắn vừa xoay cho phẳng và tròn đều. Sau đó đặt đầu to hơn xuống dưới. Lấy một cây tăm, bẻ bỏ một phần nhỏ đi, rồi cắm vào giữa thân cây. Tiếp theo chính là gắn phần tán cây lên trên thân cây là gần xong cái cây rồi. Bước 4, trang trí những quả trâu lấp lánh cho cây nhé. Chuẩn bị thật nhiều viên đất nặng nhỏ xíu, màu hồng và màu trắng. Sau đó gắn xen kẽ màu lên tán cây như thế này. Viên màu trắng, viên màu hồng, rồi lại viên màu trắng. Đến bước cuối cùng rồi, đây là gì nhỉ? Lấy một viên đất nặng màu vàng ra nào. Vo tròn, rồi ấn bẹp. Sau đó dùng dao nhựa, cắt 5 đường nhỏ đều nhau quanh hình tròn. Từ 5 đường này cắt tách thành các cánh có chóp nhọn. Đúng rồi, đây chính là ngôi sao đấy. Cuối cùng gắn ngôi sao lên đỉnh tán cây bằng một màu tăm nhỏ là hoàn thành rồi. Ta-da-da, đã xong. Vậy là chúng mình đã nặn được cây thông Noel. Cùng với người tuyết, ông già Noel và tuần lộc, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp nhà rồi, phải không nào? Các bạn nhỏ nhớ thật ngoan và đợi quà từ ông già Noel trong đêm Giáng sinh nhé. Chúc tất cả mọi người mùa Giáng sinh thật ấm áp và an lành. Nếu thích video này, đừng quên ấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh Chi Nhí Studio nha. Bye bye!